quân mấy chục năm bây giờ mới xài đến đó, thấy không? Bao nhiêu bao gạo giờ bắt đầu mới xài đến nè. Còn Phú đâu? Còn một thằng nữa ở phía trước thì là thằng lớn Vũ Lâm. Vũ Lâm thích kem phía trước thì Lâm to hơn, thấy không? Nuôi quân kêu bằng bao nhiêu năm bây giờ bắt đầu mới xài. Yeah. Chưa thổi mà nó mới cắt thôi. Good job boy. Lâm, con phải cắt ở trong vòng trong, con đi cái bánh xe ở trong luôn á Lâm. Lâm, con đi bánh xe sát ở trong luôn á, tự nhiên nãy bánh stream rồi. Sát cái bánh xe theo cái đường á, theo cái đường rảnh đó đó. Đó đúng rồi đó, that's right. Cái đi đánh một vòng. Đây là cỏ trước khi đã đặt cắt. Yeah. Con này not bad. Đã đủ mệt, đủ mùa nóng. Phong à? Phong, con đi qua cái hẻm. Phong, con đi vô cái hẻm đánh một đường vô bà. Cái chỗ đó bà thấy đấy, đánh một đường. One more time. It's inside. Đánh một, bà thấy có nhiều cái cỏ đang nằm ở trên đó. Con thổi đi. Rồi, I'm done. Ok, giờ tới Phú biểu diễn, Phú thổi, Phú là nhiệm vụ không có cắt. Ba làm sẵn rồi đó, con không cần. No, con bật on chưa? You turn it on? No. Cái button ở trên đây là trên top này nè. Right here? Yeah. Ok, giật nó. What's wrong? Put down, put cái switch đó down. No, cái đó. On là bên mình. Right here, right? And then put it down. Rồi, giật đi. See? Kỳ vậy? Đó, rồi bật on. Exactly. See, you ba phải train con how to use it. Thêm một thằng nè, ba thằng. Con nhớ phải thổi đằng kia nghe không, bên kia đó nghe không. Mỗi đứa một chóp phụ qua bà nhé. Nuôi biết bao nhiêu tổ bao nhiêu bao gạo rồi. Không, show you show relax không? Alright, thổi xong rồi đó. Sạch sẽ. Phải sắm hai máy với thằng cái tặng gàn gái tặng thôi. Ý gì chớp cho Phong Lâm quá. Rồi, mà bên đây thôi. Đây cắt sao rồi? Good boy. Cỏ hơi vàng. Yeah, bông bữa nay hơi nhiều nhiều không?
Rồi Phong ra đi thổi luôn đi Phú. Stream thì ba làm. Bây giờ chim thẳng như sợ không? Hỏi mạnh lên con. Ở trong chơi game. Okay, thôi, that's good job. Thôi